5 mẹo cắt giảm lượng đường một cách lành mạnh. 1. Hạn chế nước ép đóng chai và đồ uống có ga. Một nghiên cứu của trường y tế công cộng Harvard TH chỉ ra rằng những người sử dụng nhiều thức uống đóng chai và đồ uống có ga có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường loại 2. Bên cạnh đó, việc hạn chế dùng đồ uống có đường sẽ giúp quá trình giảm cân đạt hiệu quả. 2. Tránh các món tráng miệng nhiều calo. Các món tráng miệng chứa nhiều đường như bánh ngọt, bánh nướng, bánh rán sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao. Thay vào đó, bạn có thể dùng các loại trái cây theo mùa hoặc sữa chua cho tráng miệng hoặc bữa ăn nhẹ. 3. Sốt cà chua có chứa đường bổ sung. Trong nước sốt cà chua có chứa một lượng đường để bảo quản gia vị. Bởi vậy, thay dùng quá nhiều sốt cà chua, bạn có thể sử dụng thảo mộc tươi hoặc khô, các hỗn hợp gia vị, mù tạt vàng và giấm. 4. Sử dụng thực phẩm nguyên chất. Thực phẩm nguyên chất, đặc biệt là trái cây, thường không có chất phụ gia và các chất nhân tạo khác giúp chúng trở thành lựa chọn thay thế lành mạnh. Việc lựa chọn và chế biến các nguyên liệu tươi trong nấu ăn cũng giúp giảm lượng đường nạp vào cơ thể. 5. Ngũ cốc ăn sáng có thể dẫn đến béo phì. Ngũ cốc ăn sáng có chứa nhiều đường bổ sung. Theo đó, việc dùng ngũ cốc ăn sáng thường xuyên có thể dẫn đến tình trạng béo phì. Thay vào đó, yến mạch, trái cây, các món trứng sẽ là lựa chọn lành mạnh cho bữa sáng.